Tụi em thương nhau từ nhỏ, nhưng mà má Duy không đồng ý. Thời buổi này rồi mà vẫn còn có người can thiệp vô hạnh phúc của con cái như vậy sao? Má Duy có lý đó anh. Lý cái gì mà lý? Khi má em nghén thai em, bà đã bỏ rơi em. Má em đã cùng đường, phải bán thân nuôi em. Vậy bây giờ ba em đang ở đâu? Em cũng không biết nữa. Lúc má em bị mất, má cứ nói là ba sống trong thành phố, tên là Phú hay Phụ gì đó, mẹ em không biết rõ. Em ơi. Không ngờ em lại có hoàn cảnh đau buồn như vậy. Tại sao Phúc nói tụi mình không hợp? Phúc phải nói chứ không thể bỏ đi vô lý như vậy được. Ít ra Phúc phải giải thích một câu chứ. Phúc không muốn trả lời Duy nữa. Phúc mệt mỏi lắm rồi. Đã nói không hợp là không hợp mà. Không phải vậy đúng không Phúc? Đi. Có phải vì tôi là thằng thất nghiệp bất tài đúng không? Thích nghĩ sao thì nghĩ. Nè, sao bộ buồn vậy? Mắt sưng hết rồi kìa. Bộ Phúc lại thêm 2 lít nước mắt nữa rồi. Đi về đi. Tới đây làm gì? Đừng bỏ tôi tội nghiệp. Đi đi về đi. Duy đi về đi mà. Tội nghiệp ông Duy quá ha. Nè Phúc, bộ đuổi theo ông đi. Không. Anh Duy, anh đi đâu mà về trễ vậy? Em chờ anh nãy giờ đó. Cô định nám cuộc đời tôi tới bao giờ hả? Duy, con làm cái gì vậy? Biến ra khỏi cuộc đời tôi. Biến đi. Má cấm con. Trong căn nhà này con chẳng có quyền gì hết. Hoài, đi uống cà phê với tôi một chút được không? Không. Một chút cũng không được sao? Nửa chút cũng không. Vậy là cô không muốn vào đội tuyển nữa. Nè, đừng có lấy đội tuyển ra mà dọa tôi nha. Hoài.
Hoài, tôi xin lỗi. Thằng Duy nó bỏ nhà đi rồi đó, bà có biết không? Thằng Duy nó không có làm vậy đâu. Nó về tới giờ đó. Ba làm những việc chẳng ra làm sao cả. Vậy chứ anh nói em phải làm sao? Không lẽ để con mình lấy con của con mẹ đứng đường à? Đầu óc của bà còn cổ hủ quá. Em sẽ lại khúc này giùm anh. Dạ. Em cứ như vậy, sao làm được việc? Em xin lỗi. Anh cho em nghỉ mấy ngày được không? Anh ok. Nhưng liệu nghỉ ở nhà mấy ngày có giải quyết được gì không? Với lại ở nhà một mình còn buồn hơn nữa. À, hay là em thích dã ngoại không? Có vụ này hay lắm. Tối nay tụi mình theo công an bắt các ổ mại dâm, đi không? Ừ, đi chưa đợi nhức đầu. Ừ. Cho em đi với. Thôi, ở nhà đi. Mở cửa ra. Mở ra. Lên lên. Tất cả lên lên. Đừng im. Ai ở đó? Đừng im. Mở ra. Mở ra mắt. Đừng im. Đừng lên xe. Dạ. Đi. Lên xe. Có gì đâu. Em không ngờ Duy lại đến mức đó. Duy có nhiều nhược điểm, nhưng chưa bao giờ em lại nghĩ Duy là một kẻ ăn chơi trác táng, bụi bặm, nhờ nhú đến như vậy. Em đừng quá lời. Anh nghĩ trong chuyện này Duy bị sốc nặng, không kiềm chế được mình nên vậy thôi. Người ta mà có bản lĩnh thì có sốc tới trời cũng không có vô những chỗ đó đâu. Không nói trước được. Tuổi trẻ đôi khi làm những chuyện đến trời cũng bó tay. Có rơi vào hoàn cảnh như Duy mới hiểu được cậu ấy. Sao lúc nào anh cũng bên ổng vậy? Vì Duy là bạn em, mà anh thì luôn muốn làm cho em vui. Để mai anh bảo lãnh cho Duy ra. Phúc, Duy chờ em ở ngoài. Vậy hả anh? Ừ, em ra với Duy đi. Phúc khinh tôi lắm phải không?
tụi mình sai hết rồi. Duy sai, tôi cũng sai. Trước đây tôi cứ nghĩ đơn giản, yêu đương như một trò chơi. Thích thì yêu, chán thì bỏ. Ai ngờ rắc rối quá. Tụi mình đứa nào cũng sốc nổi, cứ nghĩ là nắm hết cả cuộc đời rồi. Quá ra đúng vậy đó. Làm bạn thì dễ, chứ người yêu vì thấy quá khó. Khó quá. Tụi mình làm bạn với nhau nha. Ông Duy nói sang Pháp mấy năm? Tôi không biết nữa. Thấy chừng nào học đủ thì về. Buồn lắm phải không? Buồn, nhưng mà cũng không biết làm sao. Thử xa nhau thời gian, và hai đứa có yêu nhau thiệt không? Trời ơi, tôi mà bị thử thách vậy chắc tôi chết luôn á. Sợ dù qua không nổi. Ừ, thiệt đó. Thà chết còn hơn phải xa người mình yêu. Mỗi người mỗi cách khác nhau, biết làm sao nói. Lên xe đi em. Bữa nay trốn vợ đưa em đi làm phải không? Vợ nào? Còn giấu nữa. Trời, quan tranh quá. Vợ con gì đâu? Thôi đi, đàn ông ai mà không dẻo miệng kêu quan. Nói cho vui chứ, vợ chồng anh ly thân lâu rồi. Mỗi ngày em lại nghe nói một người đang ly thân. Coi bộ thiên hạ bỏ nhau hết trơn rồi. Anh làm với chú Vũ lâu chưa? À, cũng lâu rồi. Người ta nói trợ lý giám đốc như răng với môi phải không? Đúng, nhưng mà thỉnh thoảng răng cắn môi một phát đau điếc tai luôn. Nói vậy chứ không hiểu nhau sao làm việc được. Chuyện trước đây thì anh không biết gì hết, nhưng mà từ khi anh về làm với ổng thì chuyện gì cũng phải tường tận hết, trợ lý mà. Thôi, tụi mình chuyển đề tài nha. Đề tài gì? Chuyện ly thân của vợ chồng anh. Thôi, vậy thì em không muốn nghe đâu. Ủa anh đi làm sớm vậy? Chuyện chụp hình tính sao anh? Em lên studio mà hỏi ông Khanh. Hỏi anh làm gì? Anh ghen hả?
Anh vô duyên thì vừa thôi. Chị, sáng nay chị đi chụp ảnh chị Kiều Lan đó, sếp vừa mới tới với em. Em nói với ảnh đi, chị bận. To your heart, it is singing. My heart goes sha-la-la-la-la, sha-la-la in the morning. Oh, sha-la-la-la-la, sha-la-la in the sunshine. My heart sings sha-la-la-la-la, sha-la-la in the evening. Sha-la-la-la, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, just for you. If your love's gone away just like mine, you'll đẹp. Feel like crying. À, nhưng còn Phong Anh, chú ý chuyển động không? Sao cho bắt được chứ, chuyển động hoài ở bước 6 là ok. Tại cổ, mỗi bữa xoay sớm, còn bữa nay lại xoay trễ, em làm sao theo kịp? Chung quy là tại hai người không có yêu nhau, nên không bắt kịp nhau là phải. Là phải vậy thôi chứ sao? Không lẽ yêu mới bắt được ý hả thầy? Ờ, không tin thì nhảy với tôi một điệu đi. Tôi bắt ý hoài ngay lập tức. Thôi, mình nghỉ. Chiều mai mình giao hữu với câu lạc bộ Rồng Vàng. Đôi này cũng vừa đoạt giải tháng vừa rồi. Dạ, dạ, chào. Nè, mình ra cà phê nói chuyện một chút đi. Cháu có hẹn với má cháu rồi. Hoài, tôi có làm gì đâu mà em ghét tôi dữ vậy? Ghét thì ghét, cần gì phải lý do? Mà chú có anh em nữa, tôi mới ghét chú luôn á. Nè, Hoài đồng ý chưa? Đồng ý gì chú? Vô đội tuyển, Phong Anh đồng ý rồi. Thật ra cháu rất thích, nhưng mà chú cứ nhắc đi nhắc lại nhiều quá, cháu không thích nữa. Má, làm ly con. Dạo này con thấy má ốm nhiều. Má ốm hay mập bây giờ thì có vấn đề gì đâu con. Uống đi con, uống đi. Má uống nhiều quá à. Uống đi, mừng cho ba mày sắp có vợ. Má sai rồi. Con nhỏ này kỳ, má sai thì mắc mớ gì tới mày. Mà cái nhà này giờ ai biết thân người đó. Chào chú. Chào cháu. Ba. Quay con. Ngồi đi con. Ba mới đọc báo, mới biết con bỏ người mẫu đi nhảy. Làm người mẫu hay như vậy, sao bỏ đi? Nhảy nhót chỉ để chơi thôi. Ba, ba trở về với má con được không ba? Chắc không được. Ba sắp đám cưới rồi. Má con sao rồi? Con về đây. Quay. Bây giờ chuyển vào tài khoản của con 30 triệu. Từ nay, ba đừng có chuyển nữa. Quay! Quay! Thôi, bộ đừng nghĩ ngợi làm gì. Ba má yêu nhau cũng như tụi mình yêu nhau mà thôi. Không thích thì chia tay chứ còn sao? Mà má bồ cũng có bạn trai mà. Có hai ba ông lận,
nhưng bỏ chạy mất tiêu rồi. Thiệt hả? Trước tôi tưởng tôi sướng hơn mấy bồ, ai dè tôi là người cực nhất. Gia đình thì tan nát, bồ bịch cũng chẳng có. Nói vậy chứ có ba có má còn hơn. Chứ tụi tôi nè không có ai hết á. Tụi tôi đâu còn ai đâu, bồ bịch thì bỏ chạy hết trơn rồi. Bồ nói vậy chứ bồ còn anh Khanh, còn tụi tôi mới là tay trắng nè. Trời đó, anh Khanh mà cũng tính nữa hả? Tôi chỉ giả bộ thôi chứ yêu đương gì. Nhưng mà lỡ ông Khanh ông yêu bồ thiện sao? Hả? Mà tôi cũng tính hỏi mấy bồ chuyện đó đó. Lỡ có chuyện đó thì sao? Thôi, ngủ đi, nghỉ ngợi chi đau đầu lắm. Tìm ông làm ăn coi bộ được ghê. Đương nhiên rồi, coi nè. Đó, Tomboy nè. Trời ơi, Tomboy đây hả? Đẹp quá ha. Ủa, tôi làm sao không đẹp? Để tôi nói anh Văn coi làm show Tomboy được không ha. Sao không, Tomboy giờ đang hot đó. Hay ha, con gái mà làm kiểu này ngộ ghê á. Trời ơi. Xong rồi chị. Tomboy bên đây nữa nè. Đẹp quá ha. Đây cái hình này đẹp. Tôi làm chứ ai làm. Đó, đẹp ghê. Cái kiểu này nữa nè. Ừ, đẹp thiệt á. Cô có phải là Tuệ Linh không? Dạ. Lâu nay nghe tiếng, giờ mới tận mặt. Công nhận Linh đẹp quá trời. Đẹp vậy, hèn chi anh Khanh mê mệt là phải rồi. Ủa, bồ quen hả? Đâu phải quen, hình như mới tới lần đầu mà. Alo. Dạ thưa anh, có anh Khanh gặp. Cứ nói là anh đang tiếp khách nha. Dạ. Xin lỗi, hôm nay tôi bận. Tôi đến để nói cậu một câu rồi đi ngay thôi mà. Có việc này, tối nay tổng giám đốc mở tiệc đón khách, nhờ cậu bố trí cho 5-7 người ngồi cho đẹp bàn nhậu đó mà. Dẹp đi, người mẫu của tôi không làm ba cái trò khỉ đó. Đó là yêu cầu của tổng giám đốc, tôi chỉ truyền đạt lại thôi. Vậy thì nhờ anh về nói với ba tôi giùm, đến ông trời yêu cầu tôi cũng không chịu. Cái đó thì tùy cậu. Tôi lên đi đâu? Anh chấm dứt ba cái trò khỉ đó đi. Tiếc là việc đó không liên quan gì đến cậu. Theo tôi được biết thì cậu đâu còn quan tâm đến Tuệ Linh nữa, đúng không? Chào cậu. Đi đâu tối ngày, giờ mới tới? Em có chút việc. Làm ở đâu cũng vậy thôi, giờ rất phải nghiêm chỉnh. Em xin lỗi. Em tính tới đây nói với anh, mình nên tổ chức một show Tomboy đang hot bây giờ đó anh. Tom gay, Tom lét thì có. Boy cái gì mà boy? Anh nói vậy chứ đó là kiểu chơi phá cách nghịch ngợm của con gái bây giờ đó. Khùng khùng điên điên chứ. Nghịch ngợm với phá cách cái gì? Anh coi lại mình đi, có anh điên khùng thì có. Mình sao vậy trời? Ông làm gì vậy? Tôi nhớ bà mà. Tôi nhớ mà cũng cho nó lần sau.
Ông tránh ra đi, vô duyên quá. Mình sao vậy ta? Việt, xin lỗi nha. Bà vừa nói gì? Dạo này tôi cứ điên điên khùng khùng sao á. Giận hả? Xin lỗi rồi mà. Hết giận rồi. Tóc tai làm ăn sao rồi? Tôi vừa mới làm mẫu tóc tomboy. Đẹp lắm. Để tôi cho bà coi nha. Vậy hả? Ừ. Chà, đạm bạc quá ha. Bộ tính đi tiền làm giàu hả? Chứ sao nữa, không giàu ai thèm theo. Ủa, chứ anh tưởng chỉ cần chân dài là có nhiều anh theo rồi chứ. Em ơi, cho anh kêu cơm đi. Anh kêu chi vậy? Thì kêu cơm, ngồi ăn chung với em cho vui. Làm gì ở trỏng mà lâu dữ vậy không biết nữa. Ủa, chị chào anh Hữu hả? Anh Hữu ăn cơm với bà Phúc ở đằng kia kìa. Đi ăn mà sao không kêu em? Có thấy em đâu mà kêu. Em gọi luôn đi. Chị ăn gì em gọi chứ. Thôi khỏi. Anh kêu chị lại đi. Thôi kệ, em ăn đi. Chào anh. Ngày nào cũng tươi tỉnh như vậy, có phải tốt hơn không? Nộp bài được sếp khen vui lắm. Vậy hả? À, em quen nhiều cô người mẫu lắm phải không? Anh đang tính viết một bài về sàn catwalk, nhưng mà anh không quen cô nào hết á. Trời ơi, sao không viết gì em nè? Em về hưu rồi, nói làm gì nữa. Thôi, mình đi kiếm cái gì ăn đi. Đi. Dạ, em nghe. Em check lại cẩn thận cho anh cái hợp đồng bên Lanet nha. Dạ. Anh vừa xem mà đã thấy mấy điểm trật lất rồi đó. Dạ, em đang làm lại nè anh. Ok, vậy bao giờ có đây? Dạ, cuối giờ được không anh? Ừ, ok. Ba đợi con lâu chưa? Tại sao trên tổng công ty đều có mấy cô người mẫu lên tiếp khách mà anh không chịu? Con đã nói rồi, đó không phải là nhiệm vụ của người mẫu, đặc biệt là người mẫu của ESA. Bộ ESA không thuộc Sidu hả? Nhân viên của Sidu có nhiệm vụ phải làm bất kỳ việc gì theo lệnh của tổng giám đốc. Anh hiểu chưa? Ba lầm rồi. Trong hợp đồng lao động của họ không có điều khoản phải đi tiếp khách cho tổng giám đốc. Mày ăn phải bù mê thuốc lú của con Tuệ Linh, giờ không phân biệt nổi ai với ai nữa. Dạ, anh hai cho kêu em. Hàm về đến quản trị bị lộ hết, tụi bay giao cho mấy thằng ngu đó, gặp rắc rối là bỏ chạy hết à? Dạ anh hai, chuyện đó... Thôi, nghe giải thích mệt lắm, mất không của tao mấy tỷ rồi. Chú với con Linh sao rồi? Dạ có sao đâu anh, tụi em chỉ thân nhau chút xíu thôi à. Thân yêu cái gì? Có điều, đừng để nó sổ mũi. Anh có thằng con dại gái, giờ không muốn nhìn thấy chú như vậy nữa, nghe không? Dạ, em biết rồi, thưa anh hai. Chị kiếm ai? Cho em gặp anh Khanh.
Anh Khanh họp chưa về? À, cháu Kim Khanh hả? À, nó cũng sắp về rồi đó. Cháu làm ở ESA có ổn không? Dạ, cũng bình thường. Vậy có cần chú giúp gì không? Dạ không, cảm ơn chú. Vậy là tốt rồi. Cố gắng nghe cháu. Anh vừa tới ESA không thấy em. Em tới đây làm gì? Em vừa gặp vợ anh. Cô làm gì? Không. Nhưng từ bây giờ có việc gì cần, anh cứ gọi điện. Em không muốn chị hiểu lầm. Em với ông Vũ hình như có quen hả? Ừ, có quen sơ sơ. Thôi, mình đi ăn đi, rồi nói chuyện nhiều hơn. Ông Vũ thường hay khó gặp. Em quen ổng khi nào vậy? Trời đất, có chuyện đó thôi mà anh hỏi đi hỏi lại hoài. Em thân với anh Văn như vậy, không lẽ không quen được sao? Anh có vẻ sợ chú Vũ hả? Sợ chứ. Sếp mình không sợ thì còn sợ ai? Em thấy chú hiền khô à? Có gì đâu mà phải sợ. Lần sau đi ăn, em nhớ kêu thêm món này. Ảnh thích lắm đó. Kệ cổ. Anh với cổ ly dị xong rồi, không còn quan hệ gì nữa. Thiệt hả? Ừ. Hoài, xe đâu? Chú để quên chìa khóa xe rồi. Chú Bác. Gì? Chú uống cà phê không? Ok. Chú nhịn gì? Kỳ quá à. Ăn vậy không sợ mất eo hả? Kệ cháu, liên quan gì đến chú? Không sợ ế trọng luôn sao? Chú lo kiếm vợ đi. Lo cho người khác làm gì? Tôi lo cho cả hai. Nè, chú nói thêm câu nữa, cháu bỏ về liền á. Giờ nói chuyện nghiêm túc nha. Cháu lúc nào cũng muốn nói chuyện nghiêm túc với chú. Nếu đồng ý vô đội tuyển, thì cũng ly cái coi. Tuyệt vời. Nhưng với một điều kiện, chú phải kêu cháu bằng cháu. Không, cháu bỏ liền. Trời đất, chú cháu và anh em có gì khác nhau đâu.
Tụi Tây nó còn kêu ai ai du du đó. Có sao đâu. Tay thì mặt tay. Con đây má. Cháu Phi đi đây. Ủa sao vậy? Má. Sao vậy nè? Má. Má đến tìm cái con mất dạy đó. Không ngờ nó dám thuê người đánh má. Con mất dạy nào? Bộ có ba hả má? Ừ. Trời ơi, con đã nói với má rồi mà má có chịu nghe con đâu. Má cũng chỉ tính tới đánh để dằn mặt nó thôi. Dằn cái gì mà dằn? Má tưởng má là ai mà má dám tới kiếm chuyện với người ta? Mày con nít biết gì mà nói. Má vừa vừa phải phải thôi. Con chịu hết nổi rồi đó. Ba muốn làm gì thì làm, nhưng ba đừng nên hành hạ má con nữa. Ủa, có chuyện gì vậy con? Ba không biết hay là giả đò không biết. Vợ mới của ba cho người đánh má con đó. Là tại bà đánh ghen người ta. Má con vô duyên lắm. Vô duyên cũng là má của con. Má con mà có mệnh hệ nào, ba sống không yên với con đâu. Trễ rồi, anh đưa em về nhà nhé. Không cần đâu. Linh, em định tuyệt tình với anh hả? Anh đang nói gì kỳ vậy? Không lẽ em không còn chút tình cảm nào với anh sao? Em đã nói với anh rồi, còn rất nhiều, nhưng chỉ là tình bạn thôi. Nếu anh không chịu vậy thì thôi. Linh, buông em ra đi. Anh đợi em lâu chưa? Lại chuyện gì nữa đây? Không có gì, em về đây. Linh, lên xe đi. Anh về đi, em mệt mỏi lắm rồi. Linh, Linh. Taxi, taxi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.